thường em thường thấy là cây đu đủ so với cái cây khác như là mít xài đó thì nó, cái loại cây đó nó ngọt nhưng mà nó có sâu, rồi còn đu đủ thì nó không bị sâu ăn, nên em mới chiết xuất tinh, lấy đu đủ để chiết xuất tinh dầu. Có được ý tưởng nhưng thay vì dùng vỏ của trái đu đủ xanh để nấu, nhưng sau nhiều lần thử nghiệm, em Nguyễn Thái Dương và em Nguyễn Thị Diễm Hương, học sinh trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh, đã lựa chọn phần cọng khi lá đu đủ còn xanh. Vì phần cọng khi nấu sẽ còn vị đắng nhẹ và có cả vị the, với hy vọng sâu rầy không đeo bám. Tuy mà cây đu đủ nó không bị sâu nhưng mà nó còn có bị mò đeo. Nên cây xương rồng cũng vậy, nó cũng không bị sâu, cũng không bị mò, nên em kết hợp hai cái lại để sản xuất tinh dầu. Sau nhiều lần trầy trật, khoảng 70% tinh dầu từ cọng đu đủ và xương rồng được chưng cất hoàn thành. Tuy là chưng cất thủ công, nhưng cách làm này, lượng tinh dầu có thể giữ được 1 cho đến 2 tuần, giúp cho nhà vườn có thể tưới cho rau trong thời gian dài. Cả hai cũng tính toán, với 40ml dung dịch có thể pha loãng với 1 lít nước để phun cho rau. Công thức này có thể nhân lên gấp nhiều lần tùy vào nhu cầu người sử dụng. Thưa quý khán giả, một tuần sau khi đã phun dung dịch là đu đủ và xương rồng, thì hôm nay tôi trở lại hai cái luống rau này để kiểm nghiệm thực tế. Quý khán giả có thể thấy là luống rau mà đã được phun dung dịch là đu đủ và xương rồng thì có phần tốt hơn, cũng như là sâu không bị ăn lá nhiều. Còn luống rau để tự nhiên bên đây thì rất là nhiều sâu ăn lá, và chính điều này cũng đã tạo nên sự khác biệt. Về lâu dài, thành phần trong dung dịch chưng cất đu đủ và xương rồng có kháng được sâu hay không? Hiện hai em học sinh này vẫn đang tiếp tục nghiên cứu. Thế nhưng kết quả thử nghiệm bước đầu chính là động lực để các em theo đuổi ý tưởng để kháng sâu rầy từ nguyên liệu dễ tìm trong vườn nhà, được cho ra mắt trong tương lai.